là làm nhạc từ sáng cho tới đêm khuya, hay là dạo chơi dưới một cái ánh trăng mà mang màu đỏ rực, nghe rất là ảo đấy. Hay là thức dậy cùng cây lá gió và tiếng chim. Sau một giấc ngủ, có người thì ngon, có người thì không ngon lắm, tại vì người hùng trại của mình ngáy rất là to. Hay là những cái khoảnh khắc lóe lên của sự sáng tạo, cái áp lực của thời gian, bởi vì chúng ta sẽ phải hoàn thiện một sản phẩm trong khoảng thời gian rất là ngắn. Hay là áp lực đến từ cái việc là đang ngồi làm nhạc như này, xong rồi ở phía đằng xa một bài hát nghe có vẻ rất là hay từ một trại khác mà vang đến. Đó là những cái áp lực điểm như thế. Và để rồi cuối cùng tất cả mọi thứ thăng hoa trong đêm gala. Đó cũng là khi mà tất cả nghệ sĩ của chúng tôi cùng nhau thống nhất là sẽ hoàn thành những ca khúc này và hoàn thiện nó dưới dạng một album. Và đấy chính là lý do mà chúng ta có mặt ở đây tại sự kiện rất là đặc biệt của ngày hôm nay, là sự kiện ra mắt album Space Jam Vol. 1. Sau 3 mùa, Space Speaker tự hào có thể tuyên bố phát hành album đầu tiên của Space Jam cùng với những người anh em của mình. Và không rõ điều gì sẽ mong chờ chúng ta ở Vol. 2, Vol. 3, nhưng mà ngay bây giờ, ngay tại lúc này đây, cho đứa con tinh thần đầu tiên của chúng ta, mọi người có thể make some noise, một tràng pháo tay thật là lớn không ạ? Đúng rồi ạ. Tại vì tôi nghĩ là tôi sẽ còn tiếp tục làm những cái điều này, bởi vì điều này bọn tôi cảm thấy đang đem đến một cái giá trị rất là có ý nghĩa dành cho cộng đồng. Bọn tôi sẽ tiếp tục làm nó, dù bọn tôi phải bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Nhưng mà đây là lần đầu tiên và những cái thứ xảy ra lần đầu tiên sẽ luôn là đặc biệt. Nên là các bạn đã chứng kiến lịch sử. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dành cho những ai chưa biết thì album Space Jam Vol. 1 đã được phát hành trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào 20 giờ tối nay. Nên là tất cả mọi người ở đây, ngoài những nghệ sĩ, những người đã trực tiếp tham gia sản xuất, thì mong mọi người hãy cùng chúng tôi có một bàn tay, có một cái cú click, chia sẻ và lan tỏa những cái giá trị này với cộng đồng mọi người, có đồng ý không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, thì có lẽ là mọi người cũng nghe đâu đó về cái concept của cái album này rồi. Lần này thì chủ đề mà bọn tôi đặt ra dựa trên ngũ hành. Ngũ hành là gì ạ? Mọi người có biết là năm yếu tố trong ngũ hành là gì không ạ? Tôi nghe thấy mộng. Sai đàn ạ. Ok, tôi nghe thấy mộng vậy. Nguyên tố nào đó ạ? Kim, thủy, hỏa, thổ. Vâng, năm nguyên tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và đấy cũng là tên của năm trại sáng tác được Space Speaker lập ra trong Space Jam 3, tương ứng với năm chủ đề mà bọn tôi sáng tác dựa trên đó. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà các thành viên của các trại đều đang có mặt ở đây và chung vui là sắp tới là sẽ biểu diễn cái sản phẩm đó trước mặt tất cả mọi người. Đầu tiên xin được chào đến trại Kim, gồm có Subin, Ramastic, BY, Masto và Gonzo. Yes sir. Ngày hôm nay thì Gonzo vì lý do cá nhân nên là không có mặt, nhưng mà rất là mong người ủng hộ. Tiếp theo xin được chào đến trại Mộc, gồm Chicha 22, K Trần, RT, Keep It Low Key, Trung Bảo Beatbox, Valeria. Yes sir. Tiếp theo, trại Thủy, người rất là huyền chuyển. Chào đến SA Milo, KC, Bảo Đại, Slim V và Tổng Đài Production. Và xa xa ở phía đằng kia chúng ta sẽ có trại Hỏa, những người mà có rất là nhiều lửa trong người. Make some noise for Six and Tip, Hoàng Tôn, Two Pills, Tín Lê và Thái Sơn Beatbox. Và cuối cùng, trại Thổ xin được giới thiệu với quý vị các bạn Kimis, Cozy, Machiat, Woke Up và Just the Tea. Và rất là mong là mọi người có thể ngồi xuống và thưởng thức cái phần tiếp theo, để tất cả mọi người đều có một cái tầm nhìn rõ nét nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, như vậy là chúng ta đã điểm qua mặt với các hảo thủ có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người lưu ý là tất cả những cái tên vừa rồi họ sẽ đều đóng góp một phần gì đó vào trong album Space Jam Vol. 1. Và cái phần đóng góp là như thế nào thì mong mọi người kiên nhẫn hơn một chút, bởi vì phần live performance của chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây, chỉ 1 phút thôi.
có một cái phần đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị, đấy là để công để giống với cả năm cái nguyên tố thì chúng ta cũng có những cái ánh đèn tương ứng với cả những cái nguyên tố của chúng ta, mọi người có để ý. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị năm vị cocktail đặc biệt dành tương ứng cho năm nguyên tố. Nhưng mà có điều đặc biệt là ngồi ở bàn nào thì chỉ được uống cocktail của bàn đấy thôi. Thế nên là điều gì sẽ xảy ra khi mà mình muốn uống thử một vị cocktail của bàn khác ạ? Lúc ấy thì chúng ta phải xách cốc lên và sang giao lưu. Nên là rất là mong mọi người hãy cứ phát huy cái tinh thần harmonizing. Mọi người hãy cứ đi giao lưu, chúng ta hãy bắt chuyện với cả bàn bên cạnh. Chúng ta hãy mời họ đi rượu cùng trao đổi chiêm thức. Bởi vì đấy cũng chính là tôn chỉ của Space Speaker trong năm nay. Chúng tôi đưa ra tôn chỉ cho năm 2023 harmonizing. Chúng tôi muốn hòa hợp, vươn ra ngoài cái vùng an toàn của mình và kết nối với mọi người trong cộng đồng. Và hy vọng là tất cả chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một cái cộng đồng vững mạnh hơn. Và đúng với tôn chí harmonizing thì hy vọng là buổi tối ngày hôm nay của chúng ta cũng thế. Mong là mọi người hãy cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng hòa hợp, hay còn gọi là để event ngày hôm nay thêm phần ấn tượng à không phải có vừa ấy nói nhiều quá giả vờ để cho bạn break the ice không khí nó thoải mái hơn một tí. Chứ mọi người đừng vì cái bộ vest của tôi đánh lừa tôi, không hề nghiêm túc đâu mọi người. Có còn zoom không? Nói chung là người đi đầu luôn luôn là như thế, mà nói trách nhiệm người đi đầu. Như là em đang làm rất tốt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bài hát này và hy vọng là từ trưa hôm nay vẫn còn dài, mong tất cả mọi người đã cùng trải qua tên như là Space Jam đúng không ạ? Ok, bây giờ giao lưu một tí nhá. Sau 3 mùa thì đây là lần đầu tiên đi tham gia Space Jam. Đúng là lần trước thì có vẻ như là mình hơi lưỡng duyên một chút, nhưng mà cuối cùng sau rất là lâu chờ đợi thì mình cũng đã có cái trải nghiệm này. Thì Adi có cảm nhận như thế nào về nó, cái gì muốn chia sẻ với mọi người, nhất là những người mà chưa từng trải nghiệm nó lần nào? Ok, thì bản thân Adi là một người không có nhiều cái sự kết nối với tất cả những em ở ngoài, vì các bạn mình cũng tự tin mình không có một cái nhiều trải nghiệm với mọi người. Thường mình làm ở nhà làm nhạc, rồi lâu lâu cũng gặp anh em cà phê thì vui nọ, nhưng chưa từng có một cơ hội kết nối cùng với tất cả những anh chị em nghệ sĩ mà đông như thế. Và khi mà được vào cùng với Space Jam thì những cái câu chuyện, những cái sự tâm sự nó không đơn giản bằng qua lời nói với những cốc rượu, mà nó còn có cả trong nhạc nữa. Và tất cả mọi người đã cùng nói chuyện với nhau bằng âm nhạc, và lúc đó thì cảm thấy là những bài hát này xứng đáng và cần phải được cho mọi người nghe nhiều hơn nữa. Và thực sự rất là mong nếu như một ngày nào đó có một cơ hội và may mắn thêm một lần nữa thì họ cũng sẽ sẵn sàng ready khi được Space Jam gọi. Trong cái tác phẩm vừa rồi thì ngoài cái năng lượng rất là sung ở trong đó thì anh là một rapper lyrical nên là anh rất là để lyric, thì có những cái dòng lyric anh cảm giác là nó rất là personal, là những cái câu chuyện rất là cá nhân. Và nhưng mà cái anh cảm nhận được là khi mình nói ra được những cái điều đó là khi mình đối mặt với nó và mình đã vượt qua được nó, nên mình mới đem nó vào lời nhạc. Và đấy chính là cách mà âm nhạc chữa lành của chúng ta. Là cảm ơn Ati, chúc mừng Ati. Make some noise for Ati. Check. 1, 2, 1. Sinh ra mà không để tạo hạnh phúc cho người khác thì sinh ra để làm gì, đúng không mọi người?